Hello, xin chào các fly. Như các bạn đã biết về huyết quỷ thuật trong Kimetsu no Yaiba, đó là những câu thần chú ba la hoặc những kỹ thuật kỳ dị hoặc là những khả năng siêu nhiên mà những con quỷ có thể sử dụng. Mỗi con quỷ khi xuất hiện đều mang theo huyết quỷ thuật trong người, dù chúng có ăn thịt người hay là không. Điển hình là bé Nezuko chả ăn miếng thịt nào, nhưng huyết quỷ thuật của cô bé lại thuộc dòng bá đạo. Tuy nhiên, nếu có cơ hội ăn càng nhiều thịt thì huyết quỷ thuật lại càng mạnh. Những con quỷ bậc cao có thể thiên biến vạn hóa huyết quỷ thuật của mình, tạo ra vô số kỹ năng kinh hồn tán đỡn. Nhưng quỷ thì cũng có quỷ đít quỷ đát. Có rất nhiều con dường như không thấy huyết quỷ thuật của mình, hoặc giả như có mà không xài kịp, hoặc vô dụng quả trưởng chả thèm chơi. Và hôm nay chúng ta sẽ xếp hàng sức mạnh và thức tỉnh huyết quỷ thuật theo kiểu chiến đấu trên chiến trường 1-100 chứ không phải là solo 1-1. Xem huyết quỷ thuật của tên nào mới là huyết quỷ thuật mạnh nhất. 33. Urami biến kích hình thể thuật. Urami là một phân thân cứu rỗi của Hantengu. Hắn ta cũng có các khả năng căn bản của quỷ như sức mạnh, độ dẻo dai. Nhưng huyết quỷ thuật chính của hắn ta chỉ là phóng to thu nhỏ bản thân để bảo vệ chính bản thể của mình bên trong người. Hắn ta cũng có thể sử dụng các kỹ thuật chiến đấu của các phân thân khác, nhưng lại cực yếu, không đủ để làm tổn thương kẻ thù quá đáng. 32. Karaku kết phong phiến thuật. Hắn ta là một phân thân của Hantengu với sức mạnh thể chất đáng gờm, có thể dùng trong chiến đấu cận chiến và phòng thủ, dễ dàng khống chế Nezuko trong dàn quỷ như là đang chơi đùa. Thế nhưng huyết quỷ thuật của hắn lại là một trò khác, đó chính là tạo ra một cái quạt ba tiêu bằng máu của mình. Hắn có thể tạo ra một cái cực đại hoặc nhiều cái quạt cùng lúc nếu muốn. Khi sử dụng cái quạt ba tiêu huyết quỷ thuật này, nó sẽ tạo ra một cơn gió cực đại có thể thổi bay đa số mọi thứ, ngay cả một trụ cột hay là chính nó. Khi đấu trên chiến trường, cơn gió này không thể giết người, nhưng nó có thể khiến phần sân phe địch đầy rẫy gió mạnh, khiến đám đông kẻ thù khó chiến đấu cùng di chuyển. Cơ mà nếu có cả phe mình ở đó nữa thì nó khó cho cả hai nha. Tính về cả đồ bóp đồng đội thì huyết quỷ thuật này không khủng khiếp cho lắm. 31. Tamayo huyết ảnh mê tâm. Dù là một trong những con quỷ lâu đời nhất từng tồn tại, có đầy đủ kiến thức giải phẫu sinh lý học của loài quỷ, thế nhưng huyết quỷ thuật của Tamayo hầu như chả ăn nhập gì đến việc chiến đấu solo cả. Chỉ có thể hỗ trợ đồng đội hoặc trói buộc từng nhóm nhỏ. Để dùng huyết quỷ thuật của mình, Tamayo cần có người bảo kê, vì không có lực lượng phòng thủ cũng như cần đối phương không đề phòng mà bịt mũi lại. Lúc này cô ta sẽ dùng móng hoặc là dao cào vào tay mình để mùi hương máu lan tỏa vào mũi đối thủ gây ra ảo giác. Chiêu này trong một phạm vi không lớn và cũng cần một thời gian khá khá để mùi máu lan đi. Kẻ nào dính phải sẽ bị cản trở tầm nhìn bởi vô số hoa văn. Hoặc một hiệu ứng khác là bị khống chế phải nói thật. Nếu mà đối phương không đề phòng hoặc là quỷ cấp không quá cao thì có thể dính chưởng loạn lạc. Thế nhưng chỉ cần đề phòng thì có thể dễ dàng khắc chế. Hoặc chỉ cần cơn gió mạnh thì có thể bóp ngược cả đồng đội mình. 30. Urogi hống thanh âm ba. Urogi là một phân thân của Hantengu. Hắn có một đôi cánh tiện lợi có thể bay muôn nơi. Huyết quỷ thuật của tên này là tiếng hét. Tiếng hét này có thể làm thủng mang nhĩ một nhóm người tầm gần. Tuy nhiên, từ sát quỷ nhân tầm trung trở lên, nó chỉ mang ý nghĩa là khống chế tạm thời. Nó hét thẳng mặt mà không giết được một kiếm sĩ cấp trung như là Tanjiro luôn mà. Loại âm thanh này càng đông người hay càng xa thì âm đều bị tỏa ra nhẹ đi. Đây chỉ là một tên quỷ hệ support trên chiến trường mà thôi. 29. Yushiro mắt thẳm biển bùa. Huyết quỷ thuật của Yushiro chính là dùng máu của mình tạo ra những lá bùa giấy có khả năng che giấu hay tiết lộ sự hiện diện của một thứ gì đó. Nếu dán lên một thứ gì đó có thể khiến thứ đó trở nên tàn hình ngay cả sinh vật sống. Nếu mà dán nó lên trán ai đó thì có thể mở rộng tầm nhìn cho bọn họ, thậm chí có thể thấy những thứ đang bị tàn hình. Về sau này ở pháo đài vô cực, anh ta có thể tạo ra hàng chục lá bùa cùng lúc, thậm chí là thao túng và theo dõi tầm nhìn của kẻ bị dán bùa như là Nakime nè. Về khả năng chiến đấu thì khả năng này hoàn toàn chỉ dùng để support đánh lén, hỗ trợ đồng đội các kiểu. Còn dùng trong chiến đấu solo không có ăn thua mấy, vì đối phương quơ đại cũng có khả năng trúng kẻ đang tàn hình. Yushiro cũng không có khả năng chiến đấu đặc biệt, ngoài võ công khi còn là con người của mình, anh ta không thể giết người hàng loạt. 28. Kyogai cổ chống thuật. Kyogai từng là một hạ huyền, tuy nhiên đã bị mất chất rồi. Trên cơ thể của hắn ta được cấy 6 cái chống cho mỗi bộ phận. Mỗi chiếc chống được ảnh chơi sẽ gây ra một hiệu ứng nhất định lên môi trường xung quanh.
Tuy nhiên phạm vi ảnh hưởng của chóng chỉ trong cái ngôi nhà của ảnh, và bản thân Kyogai không bị xoay vòng bởi hiệu ứng chóng. Các hiệu ứng môi trường chỉ khống chế làm loạn đối thủ chứ không thể gây sát thương được. Thứ gây sát thương duy nhất là cái chóng nằm ở lỗ rúng anh ta. Mỗi lần Kyogai vỗ vào cái bồn bia của mình sẽ tạo ra ba cái móng vuốt tốc độ cao lao về phía đối thủ. Sát thương khá là mạnh, nhưng vì nó đi theo đường thẳng nên rất là dễ né. Các sát quỷ nhân sơ cấp như Tanjiro hay Inosuke né dễ. Anh quanh chóng còn đếch có lực phòng thủ để chóng nó chém nữa. Nếu đánh nhau trong diện rộng thì anh ta cũng không thể hạ quá nhiều người. Còn thằng nào nó ghét anh, nó đổ xăng vào nhà mà đốt thì huyết quỷ thật của anh đi đời nhà má. 27. Slasher, tóc điện chớp nháy. Slasher xuất hiện ở nhà ga cho anime Chuyến tàu vô cực. Dù là một con quỷ tiến hóa khá cao và có thể gây khó dễ cho cả một trụ cột, nhưng thằng quỷ này hầu như không có kỹ thuật chiến đấu nào ngoài cái cơ thể quỷ tăng cường cùng tốc độ siêu cấp của mình. Thế nhưng loại tốc độ này còn chậm hơn hẳn một trụ cột như là Rengoku, chỉ có thể khống chế các sát quỷ nhân cấp thấp mà thôi. Muốn giết nhiều người một lúc, phải boost tốc độ lên cố giết từng thằng mất sức ghê gớm. Nếu nó có thể tiến hóa lên thì cũng khá đáng gờm đấy. Nó chạy đi mua xăng đốt nhà thằng Kyogai phút bốt hoặc khống chế Tamayo chỉ trong một giây. Dù vậy cũng không quá mạnh mẽ trong giết chóc nên vẫn ở hạng thấp. 26. Quỷ nhện chị, thao tơ kết kén, dung hóa nhân. Huyết quỷ thuật của quỷ nhện chị là phóng ra tơ nhện cho lấy đối thủ. Loại tơ này trông mỏng dính nhưng nó còn bền hơn cả là sắt thép. Một sát quỷ nhân cấp thấp không thể chém đứt được nó, dù rằng trong tay cầm Nhật Luân kiếm. Sau khi bị chói thành một cái kén thì bên trong nó sẽ tạo axit để tiêu hóa mục tiêu thành chất nhầy. Lúc đó quỷ nhện chì chỉ cần hút cái dịch nhầy này thôi. Trông thì ghê gớm, nhưng cái loại kén này mỗi lần chỉ tấn công được một mục tiêu để có thể tập trung chói và khá là mất thời gian. 25. Emu, thao khống mộng hồn pháp. Với khả năng của quỷ cao cấp thì Emu có thể tách một bộ phận ra khỏi cơ thể để hoạt động riêng, hay dung hợp thịt của mình với cả một đoàn tàu. Thế nhưng đó lại không phải là huyết quỷ thuật của anh ta. Huyết quỷ thuật của Emu là có thể đưa bất kỳ ai vào giấc ngủ theo nhiều cách khác nhau và cực khó để mà tỉnh dậy. Nhưng vì kỹ thuật đó chưa đến mức hoàn hảo nên anh ta vẫn sợ những sát quỷ nhân cấp cao cỡ trụ cột nhận ra, nên khá thận trọng khi hành sự. Còn bọn loài người hay sát quỷ nhân cấp thấp, anh cho nó ngủ lúc nào là ngủ lúc đó. Trừ thằng Inosuke vô tri khi nó đang tỉnh. Khi nạn nhân đã ngủ thì anh ta dễ dàng thao túng giấc mơ của họ, khiến họ hạnh phúc hay gặp ác mộng đều được. Lúc này anh ta sẽ dễ dàng xác định được ranh giới giấc mơ, phá hủy quả cầu tiềm thức con người dễ dàng, khiến họ trở thành một cái xác trống rỗng. Về kỹ thuật này thì Emu dễ dàng khống chế chiến trường một cách chủ động. Ngay cả Tanjiro mạnh mẽ đầy ý chí đến vậy vẫn bị ru ngủ ngay trong trận chiến. Và chỉ cần ngủ thôi thì đồng đội phe quỷ đã thịt cả rồi, không cần Emu phải đích thân ra tay. À mà nếu hắn ta ra tay thì cũng có chiêu tấn công nào đáng kể đâu. 24. Quỷ nhện anh, độc dịch khẩu kích. Quỷ nhện anh là một đứa trong gia tộc nhà thằng Rui. Huyết quỷ thuật của nó là tạo ra và điều khiển chất độc bằng đờm của mình, chỉ cần khạc 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 mấy cái là phun ra được. Độc của quỷ nhện anh có nhiều loại khác nhau, nhưng loại mà hắn ta ưa dùng nhất là loại độc có thể hóa người thành một sinh vật tương tự như nhện và nghe lệnh hắn ta. Đây là một cách tăng đề gây số lượng chiến trường một cách hiệu quả. Tuy nhiên cái loại độc này khá khó để tấn công nhiều người cùng lúc, phun nước bọt làm sao mà kịp cho được. Ngoài ra cần phải có 30 phút mới có thể chuyển đổi hoàn toàn. Hắn ta hoàn toàn có thể bị giết trước đó nếu gặp phải một tay kiếm sĩ cao thủ một chút. 23. Nakime huyền âm biên giới. Đây là một kỹ thuật tương tự như Kyogai, nhưng nó mạnh mẽ hơn cả vạn lần. Huyết quỷ thuật của Nakime dạng như một không gian đa chiều, nhưng nó lại tồn tại bên ngoài không gian ba chiều thực tế, kiểu như bành trướng lãnh địa vậy. Với tư cách chủ nhân nơi này, Nakime có quyền thống trị tuyệt đối trong không gian. Trong pháo đài của cô có vô số căn phòng với sự đa dạng gần như là vô tận. Không chỉ vậy, với khả năng của mình, cô có thể đưa căn cứ quỷ đến bất cứ nơi nào mình muốn, đưa người ra hoặc đưa người vào mà không lộ ra một chút tung tích. Khả năng tấn công của cô là dùng tóc của mình để điều khiển các căn phòng như là tay chân của mình với tốc độ cực nhanh. Nếu có dư dả năng lượng, cô có thể giết nhiều người bên trong pháo đài cùng lúc. Tuy nhiên nhược điểm lại là cơ thể cô lúc đó sẽ hoàn toàn bất động. Tốt nhất là cô phải có hộ pháp hoặc trốn thật là sâu để không ai có thể tìm ra mình. Ngoài ra cô phải để dành năng lượng để hỗ trợ cho chú quỷ, nên không thể chơi hết cỡ với vô số sát quỷ nhân bên trong pháo đài. Cô là một support tấn công siêu tốt đấy.
chỉ là xài chưa có đúng kiểu. Mà để nó ra solo thế kia sao mà chơi. 22. Susamaru phản đạn đa nhân cầu. Huyết quỷ thuật của Susamaru cho phép cô ta tạo ra những quả bóng ném Tamari theo ý muốn. Những quả bóng này cực kỳ bền, khi được ném với tốc độ cao nó có thể phá hủy gần như mọi thứ mà nó tiếp xúc. Với quả cầu này, Susamaru có thể tạo ra rồi tung nó về phía đối thủ đánh hạ chúng từ xa. Bóng cũng có thể nảy sang nhiều đối tượng với lực yếu hơn. Tuy nhiên bản chất vẫn là bóng, nên nó không mạnh bằng các vũ khí cứng khác của quỷ và khó tiêu diệt nhiều người cùng lúc. 21. Quỷ đầm lầy, bùng lầy lãnh vực. Con quỷ đầm lầy này có hai khả năng. Thứ nhất là nó có thể tự phân thân ra ba bản thể để cùng hoạt động. Thứ hai chính là bùng lầy lãnh vực. Con quỷ đầm lầy có thể tạo ra một không gian đầm lầy xung quanh mình khi ở trong một vật chất cô đặc như là gỗ, sắt thép, đất đường đi. Lúc này hắn có thể di chuyển tự do bên trong cái đầm lầy đó. Dù phía trên nhìn vào như đám lầy đó chỉ có kích thước của một người, nhưng ở dưới thì không gian lại rất rộng. Thay vì đánh đấm trực tiếp thì con quỷ nó hoàn toàn có thể dụ những kẻ khác rơi vào đầm lầy của mình, sau đó rồi bỏ đi khiến chúng bị đông đặc dưới nền đất rồi chết. Chỉ là số người bị dụ hoặc bị kéo chân sẽ không được quá nhiều. Cơ mà đáng tiếc do quá nhây nên nó đã bị Tanjiro chém chết. Hạng 20. Sekido bộc phát lôi quang. Sekido là một trong các phân thân của Hantengu. Khả năng của anh ta là tạo ra một cây gậy nhà sư, sau đó dùng nó để truyền tải huyết quỷ thuật của chính mình, chính là phóng điện. Kỹ thuật này cho phép anh ta phóng điện xanh và đỏ khi cắm cây gậy vào một bề mặt nào đó. Điện năng này rất là mạnh, khiến kẻ thù tê liệt ngay lập tức, kể cả khi đang lơ lửng chứ không trung. Để đánh xa hơn thì anh ta có thể cắm cái gậy xuống mặt đất khiến bán kính xung quanh ảnh trở thành một quả cầu điện khá là to, tấn công mọi thứ ở bên trong. Để chi hạ một đối tượng cụ thể, anh ta có thể tạo lôi điện quánh mạnh từ trên trời xuống bất kỳ vị trí nào. Hạng 19. Kaigaku hắc lôi thiểm kích thuật. Huyết quỷ thuật của Kaigaku chưa có thuần thục. Anh ta có thể tạo ra những tia sét màu đen dựa trên máu thịt của mình mà tấn công đối thủ. Loại sét màu đen này cực mạnh, có thể xé nát mục tiêu khi thiêu đốt nó, lại còn khiến kẻ thù chảy máu không thể dừng lại. Tính về mặt kỹ thuật thì cái kỹ thuật này rơi vào tay một con quỷ bình thường cũng không có gì quá nghiêm trọng, cũng chỉ là một huyết quỷ thuật khá bình thường. Nó tương tự như sét của Sekido nhưng mạnh hơn thôi. Tuy nhiên nó là ở trong tay của Kaigaku, một kẻ đã thuần thục hơi thở sấm sét có tốc độ cùng khả năng kiếm thuật rất cao. Kiếm thuật cùng huyết quỷ thuật bổ sung cho nhau mạnh gấp bội phần. 18. Aiyetsu thiên thương nhất kích. Anh này là một phân thân của Hantengu. Huyết quỷ thuật của anh ta cho phép tạo ra một cây thương vô cùng mạnh mẽ, giúp ảnh có lợi thế chiến đấu trong tầm trung và tầm xa. Anh ta có thể tấn công một nhóm người với sức tấn công lớn và liên tục, như các anh xuyên thằng Genya thành miếng phô mai. Không chỉ vậy, với huyết quỷ thuật của mình, anh có thể tấn công siêu xa bằng cây thương đó. Thiệt là lợi hại nha. Chỉ là nó không đủ để giết người hàng loạt như trong tiêu chí video thôi. Hạng 17. Genya hấp huyết mộc ma. Genya căn bản là không có huyết quỷ thuật tự thân, nhưng cậu ta có thể ăn thịt quỷ rồi lưu lại một số sức mạnh của chúng để mà dùng. Ngoài ra cậu còn dùng súng có đạn là Nhật Luân khoáng thạch, bắn rất là chính xác với khoảng cách tầm xa. Sau khi đánh nhau với các phân thân của Hantengu, cậu khá là tâm đắc và giữ lại khả năng tạo ra các hạt giống mọc cây lên người đối phương. Ở trong pháo đài vô cực, cậu ta ăn thêm thịt của Kokushibo tạo mắt lên súng khiến đạn có thể đổi hướng mà truy sát đối thủ một cách chính xác, bao vật cản luôn. Khi đạn được bắn trúng người đối thủ thì hạt giống lập tức hút máu chúng mà hóa thành một cái cây lớn, vừa khống chế vừa khiến đối thủ mất máu yếu hẳn đi rồi chết. Chiêu này tuy rất mạnh, tuy nhiên nó cần một ít thời gian để mà phát triển cùng với một khẩu súng khá là nhiều đạn. Genya không thể tấn công nhiều kẻ thù một lúc được. Hạng 16. Quỷ nhà mẹ, chu ti thao khống địch nhân. Tính về huyết quỷ thuật cùng khả năng thì cá nhân quỷ nhà mẹ không quá mạnh. Tuy nhiên nếu cho rằng sức mạnh khả năng mọi con quỷ đều bằng nhau thì huyết quỷ thuật của cô là một thứ rất là đáng gờm. Công việc của quỷ nhà mẹ trong chiến đấu đó chính là cô chỉ cần tìm một chỗ vừa thoáng đãng vừa kín đáo rồi ngồi im đó, có người hộ pháp nữa thì ngon. Tiếp theo đó cô sẽ nhả tơ bao phủ khắp nơi, đồ rồng bao phủ cả ngọn núi. Tiếp tục đó cô dùng những con nhện nhỏ kéo tơ vướng vào người nạn nhân. Từ ở nơi rất xa cô hoàn toàn có thể điều khiển những kẻ đó bằng tơ nhện mà đánh lại người của mình. Thậm chí còn có thể điều khiển xác quỷ không cho nó hóa thành tro.
Dù bá đạo đến vậy nhưng không thể xếp hạng cao, vì cô phải dựa vào môi trường phức tạp cùng những con nhà nhỏ đã kéo tơ. Việc này cần khá nhiều thời gian set up, nhện con dễ bị phát hiện, và tơ của cô có thể bị đứt nếu kẻ thù quá mạnh. Trong một trận chiến tổng hợp ở một chiến trường rộng rãi thì cô không đủ điều kiện để làm những việc đó. Hạng 15. Quỷ nhện cha, cường hóa thể chất công. Con quỷ này không có huyết quỷ thuật kỳ ảo như những con quỷ khác. Huyết quỷ thuật của nó là cường hóa thể chất, giúp bản thân mạnh hơn nhiều so với những con quỷ đồng cấp, thậm chí có thể hóa hình tăng sức mạnh lên nhiều lần nữa. Không chỉ vậy, đồ châu cùng tốc độ của ông ta đều rất là vượt trội. Dù không phải là một thập nhị nguyệt quỷ, nhưng ông ta có thể đánh bại cả Inosuke lẫn Tanjiro mà không phải vất vả quá nhiều. Dù đã bị đánh bại bởi thủy chủ, nhưng hãy nghĩ xem, nếu quỷ nhện cha có thể chất tương đương với một thượng huyền, thì cái đồ nhân sức mạnh của ông có phải là bá đạo nhất nhì loài quỷ không? Ông ta cũng là kẻ duy nhất đi tìm xác quỷ nhân để đánh trên núi thay vì trốn tránh. Trên chiến trường, ông có thể lao lên làm tăng cơ tiên phong, gây rối đội hình địch, kết hợp hạ nhiều kẻ địch một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, vì không có khả năng đánh lan phải đánh 2-3 thằng một lần, hoặc mỗi thằng một lần nên xếp hạng cũng không quá cao. Hạng 14. Nezuko, bọc huyết. Đây là một loại huyết quỷ thuật mà bóp chim đám quỷ mạnh nhất trong tất cả con quỷ mà Muyan tạo ra. Thứ huyết quỷ thuật của Nezuko có tác dụng mạnh trong việc trừ quỷ, nhưng là hoàn toàn vô dụng với con người. Không chỉ vậy, ngọn lửa từ máu Nezuko còn có thể giải trừ huyết quỷ thuật hoặc độc tính quỷ cho con người. Huyết quỷ thuật của Nezuko mang tên là huyết bạo. Cô bé có thể dùng máu của mình để tạo nên các vụ nổ bạo phát gây sát thương cho quỷ. Trong một trận chiến tổng lực đối đầu với nhiều con quỷ cùng lúc, thì Nezuko có thể gây sát thương diện rộng hàng loạt cho quỷ bằng cách rải máu của mình rồi cho phát nổ đùng đùng. Với loại máu cực kỳ nguy hiểm này, nó sẽ đốt chết nhiều con quỷ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, việc rải máu không có đơn giản với Nezuko cho lắm, vì cô không có khả năng điều khiển chúng như là Gyutaro. Và tiếc thay, Nezuko toàn gặp trường hợp đấu solo nên cô chủ yếu dùng chân mà xuất vật lý, hoặc là hóa dạng thức tỉnh của mình quấn đầy hoa tử đằng xuất cú nào lực cú đó. Hạng 13. Rui Chu Ti huyết kỹ. Rui là hạ huyền ngũ trong số thập nhị nguyệt quỷ. Cậu ta có một sức mạnh đặc biệt là khi cho con quỷ khác uống máu của mình thì họ sẽ có ngoại hình thể chất sức mạnh tương đồng với cậu. Những huyết quỷ thuật riêng của chúng cũng được nâng cấp thêm. Thế nhưng đó không phải là huyết quỷ thuật chiến đấu của cậu ta. Kỹ thuật chính của cậu ta là tạo ra những sợi tơ mỏng từ máu thịt của mình và điều khiển chúng theo ý muốn. Những sợi tơ này tương ứng với độ bền cơ thể của cậu ta, vậy nên nó vô cùng cứng cáp ngang với một thanh kiếm Nhật Luân. Thậm chí còn có thể truyền thêm máu tăng sức mạnh cho chúng. Với kỹ thuật này, Rui tha hồ đánh bẫy bởi những sợi tơ mỏng khó có thể mà đề phòng. Cậu ta có thể phóng các chùm tơ tiêu diệt người hàng loạt với những sợi tơ trong một môi trường kín kiểu rừng rậm hay các công trình. Cơ mà đánh chủ động thì đối thủ dễ né vì tốc độ tơ không quá nhanh. Hạng 12. Yabaha, hóa tiễn vô ảnh. Yabaha là một trong hai con quỷ xuất hiện ở nhà Tamayo, nhưng có vẻ như tài năng của anh ta không được Muyan coi trọng xứng đáng. Khả năng của anh ta là truy dấu kèm theo dõi. Dù là kẻ bị truy dấu đã bỏ đi lâu rồi nhưng anh ta vẫn có thể tìm ra. Nếu mà xài đúng cách thì Muyan có thể dùng để truy ra căn cứ bí mật của sát quỷ đoàn từ sớm khi theo dõi những gã sát quỷ nhân cấp cao, hoặc dễ dàng hơn cho việc truy tìm hoa bỉ ngạn nếu có thông tin sơ lược. Còn về khả năng chiến đấu, thì mỗi lần con mắt trên lòng bàn tay anh ta chớp một cái, có thể tạo ra một mũi tên tấn công đối thủ. Mũi tên này cứng cáp ngang với Nhật Luân kiếm. Kết hợp với việc truy vết, thì mũi tên đó có thể truy sát như là có định vị vậy, dí kẻ thù cho tới chết. Không chỉ vậy, Yabaha có thể tạo ra bao nhiêu mũi tên tùy thích, chủ động tấn công hàng đống kẻ thù với độ chính xác chí mạng rất cao. Đáng tiếc vì là AD nên khả năng phòng thủ của anh ta không hề cao. Nếu có kẻ nào lại gần thì khá dễ tiêu diệt, nên có người hộ pháp thì tốt hơn. Hạng 11. Akaya, xung kích sóng tử phá hoại xác. Huyết quỷ thuật của Akaya chính là tạo ra sóng âm từ những hoạt động của mình. Sóng xung kích mà anh ta điều khiển xuất hiện dưới dạng xanh lam, có dạng tròn như khẩu pháo đại bác bắn khí nén. Kết hợp với loại võ công Shioru mà mình có được khi còn là con người, Akaya đã đưa hệ thống sóng âm của mình trở thành một hệ thống bài bản bá đạo. Nó có thể tấn công hàng loạt kẻ địch từ phía xa mà hầu như không thể chống đỡ. Đó mới là tầm xa, còn ở tầm gần thì cú đấm trực tiếp kèm với điểm bùng phát sóng âm có thể gây ra lực phá hoại gấp hàng trăm lần.
chủ yếu là do Akaza có võ với cấp quỷ cao khuếch đại năng lực thôi. Chứ tính theo khả năng huyết quỷ cao bằng trên chiến trường thì anh không đứng hàng cao cho lắm. Hạng 10, Daki, huyết tạo đới công kích. Daki là em gái kim cục tạ của Gyutaro, kẻ được mệnh danh là Thượng Huyền Lục chính thức. Dù là gái ngành nhưng Daki cũng có một lượng võ công vừa đủ để mà phòng thân. Huyết quỷ thuật của cô chính là dùng máu thịt của mình để tạo ra những chiếc thắt lưng Obi, rồi tự do điều khiển chúng như ý muốn. Thậm chí có thể điều khiển chúng ở khoảng cách cực xa, tạo không gian rộng trên bề mặt hai chiều cất giấu đồ vật, thậm chí còn tách sức mạnh tạo ra những cái Obi có chi giác để nó độc lập làm việc cho mình. Xét về chiến đấu thì những cái Obi này mềm như lụa nhưng lại sắc bén như nhật luân kiếm. Cô ta dùng những chiếc roi mạnh mẽ đánh tầm xa, còn có thể gọi ra nhiều cái một lúc để bao phủ chiến trường một cách chủ động. Nó có thể chặn chất nổ của Tengen hay cắt nhỏ tòa nhà một cách dễ dàng. Hạng 9, Gyutaro, chi phối huyết lưu. Huyết quỷ thuật của Gyutaro giúp anh ta chơi kiểu bắn tùm lum máu me tè loe bắn tung té rồi điều khiển máu của mình theo nhiều cách khác nhau. Cặp lưỡi liềm của anh ta cũng được tạo ra từ máu. Dù huyết quỷ thuật của những con quỷ khác cũng đều là máu thịt, nhưng Gyutaro thì chơi máu thuần khiết hơn. Ảnh bắn máu ra từ tĩnh mạch của mình, nó sẽ được hồi lại gần như là vô tận bởi cơ thể của quỷ. Khi máu của Gyutaro được bắn lên không trung, thì ảnh sẽ điều khiển nó tấn công kẻ thù theo ý thích của mình từ mọi hướng. Nó có thể hóa thành một thứ bén nhọn, còn tẩm cả độc khi chạm vào đối thủ. Tùy trường hợp, anh ta có thể hóa máu của mình thành nhiều dạng khác nhau, như là khiên trắng hoặc là tia nhỏ, luôn lách vào những nơi chỉ có chất lỏng mới qua được, hay tấn công hàng loạt không thể tránh khỏi với cơn mưa máu linh động của mình. Hạng 8, Johan Kuten, huyết mộc sinh linh thuật. Johan Kuten là một gã được kết hợp bởi 4 phân thân của Han Tengu. Vậy nên hắn ta có thể tùy ý sử dụng huyết quỷ thuật của 4 gã kia cùng lúc, trở thành một kẻ có khả năng rất lớn trên chiến trường. Ngoài ra, huyết quỷ thuật chính của hắn ta là tạo ra và thao túng gỗ bằng việc gõ những cái trống trên lưng của mình. Kỹ thuật ưa thích của hắn ta là biến những cây gỗ thành những sinh vật có đầu giống rồng dài đến 20 mét để tấn công. Hắn ta dễ dàng dùng chúng cùng các kỹ thuật khiển gỗ khác để tiêu diệt kẻ thù quy mô lớn. Với các khả năng huyết quỷ thuật còn lại, hắn sẽ dễ dàng phòng thủ cho bản thân mình. Hạng 7, Han Tengu, cảm xúc hóa thân thuật. Han Tengu là một thượng huyền ngũ, tốc độ của hắn rất nhanh nhưng gần như không có khả năng chiến đấu. Cơ mà cũng không thể đánh bại. Huyết quỷ thuật của hắn ta có thể thể hiện cảm xúc của chính mình, trở thành một nhân bản trẻ hơn của bản thân. Tối đa cùng lúc có thể là 5 thằng. Mỗi thằng đều được bay phân tích ở phía trên rồi. 5 thằng cùng ra đánh thì ai chịu cho nổi. Chưa kể 4 thằng mạnh có thể kết hợp thành Johan Kuten. Ở trong chiến trường, Han Tengu có thể làm tiên phong, nhưng không phải là tăng cơ mà là ôm bom liều chết. Mỗi khi phân thân hắn ta có thể làm rối đối thủ, và những kẻ phân thân có thể tấn công đối thủ bất ngờ. Điểm yếu của Han Tengu là bản thể của hắn vẫn rất là yếu ớt. Hắn ở đằng sau điều khiển từ kia một phần như đám con rối. Nếu bị tìm thấy bản thể thì rắc rối ha, nên cần có một hộ pháp. Hạng 6, Gyoko, sứ binh huyền thuật. Hắn ta là gã thượng huyền ngũ biến thái trong số các thượng huyền. À thì cũng nhiều thằng biến thái. Huyết quỷ thuật của hắn giúp hắn có thể tạo ra những chiếc bình sứ ở bất cứ đâu lân cận mình, và có thể tạo ra nhiều bình lớn nhỏ cùng lúc. Nếu mà chỉ tạo ra bình thì nó quá ư là bình thường. Bí mật nằm ở chỗ mỗi cái bình đều là một kết giới không gian đặc biệt thông với nhau hoặc thông với thế giới khác. Nó giúp Gyoko dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác ngay lập tức mà không cần phải dùng chân. Chân đâu mà dùng. Những cái bình này cũng có thể dùng để bẫy. Chúng hút lấy người nhốt vào bên trong. Khi mọi thứ ở bên trong cái bình thì Gyoko có quyền thao túng chúng theo ý thích. Như là khâu bọn thợ rèn lại với nhau là một mà không cần dùng kim, hoặc tạo ra bất cứ thứ gì bên trong người chúng. Không chỉ vậy, những cái bình của Gyoko có thể triệu hồi ra vô số thủy quái để tấn công kẻ thù. Từ những con cá mạnh khỏe, đàn cá phóng kim độc hay là bạch tuộc khổng lồ. Nếu mà cần chiến đấu chủ động, anh ta sẽ triệu hồi và điều khiển nước từ bên trong bình, kết hợp với áp suất cao hay tia nước nhỏ. Nó sẽ trở thành những chiếc roi sắc bén, búa tạ khổng lồ, hoặc là một cái bình làm từ nước siêu bền giam cầm đối thủ. Ở trên chiến trường rộng rãi, anh ta có thể thả đội quân đông đảo của mình ra, rồi đứng đằng sau làm AD phóng nước hàng loạt vào đối thủ. Đối thủ đến gần, anh ta có thể dùng binh không gian của mình để mà lẩn trốn dễ dàng. Hạng 5, Muyan, huyết quỷ thuật vô hạn. Với tư cách là chú quỷ,
thì khả năng quỷ kèm những khả năng siêu nhiên vượt quá nhân loại của anh ta khiến bọn quỷ thông thường không thể so sánh được. Các giác quan của anh ta đều vượt xa đám Tanjiro Inosuke Yenitsu đồ cộng lại. Cơ thể vô cùng cường bạo, giác quan thứ 6 nhạy bén, trí tuệ rất cao. Anh ta lại có toàn quyền điều khiển quỷ của mình ngay từ trong tâm trí, dù cho chúng vẫn có ý chí riêng của mình. Về huyết quỷ thuật thì anh ta có thể dùng rất nhiều loại khác nhau, tuy nhiên vẫn không thể đa dạng và ngẫu nhiên như các con quỷ mà mình tạo ra. Vậy nên đòn huyết quỷ thuật chiến đấu mà Muyan dùng chủ yếu vẫn là tạo ra những cái vòi dài từ cơ thể của mình để mà tấn công đối thủ. Như đã thấy trong khi giết các hạ huyền, thì vòi của bà ta rất mạnh mẽ, có linh tính và kéo dài vô cùng xa để đuổi theo một tên hạ huyền. Trong cuộc chiến tổng lực thì ông ta dùng vòi của mình tạo thành những cây roi để mà bao hết không gian khá rộng xung quanh, tạo nên một lớp phòng thủ tấn công vô cùng vững chắc xung quanh bản thân mình. Tuy nhiên có lẽ do già đi 10.000 tuổi nên đòn đánh từ roi này vẫn tuyến tính dễ đoán và không thể kín kẽ như những chiêu của Kokushibo được. Những kẻ tàn hình vẫn có thể lủi vào hay những kiếm sĩ cấp cao vẫn có thể chống đỡ khá là thoải mái. Hạng 4. Ác quỷ Asakusa, nhục chủng thuật. Ác quỷ Asakusa là một nạn nhân bất đắc dĩ bị Muyan quẹt vào cổ khi ông ta rén cái thằng đeo bông tai Hanafuda. Huyết quỷ thuật của anh này là tạo ra những cục thịt nhỏ giống như là hạt giống. Khi hạt giống này được sử dụng, nó sẽ bắt đầu nhô ra vô số những chiếc gai khổng lồ đi đến mọi hướng. Nếu dùng nó ở trong chiến trường sẽ bẫy được hàng đống kẻ thù vô cùng hiệu quả. Sao mà ngờ được, khi hạt này vào trong cơ thể kẻ khác thì nó sẽ mọc ra đâm xuyên thịt đối thủ, trở thành một cái khóa khống chế vô cùng hiệu quả. Nó giống như kiểu cây hút sinh lực của Genya vậy đó. Tuy nhiên số hạt giống có thể tạo ra có vẻ như sẽ rất nhiều. Mỗi hạt lại có thể phóng ra tấn công nhiều kẻ thù cùng lúc, vừa khống chế kẻ thù vừa cản đường di chuyển của những kẻ phía sau, có thể rải bằng tay khắp chiến trường để tiêu diệt hàng loạt chứ không phải là bắn từng viên như là Genya. Hạng 3. Kokushibo, huyết nguyệt quỷ thuật. Kokushibo là con thượng quỷ cấp cao nhất trong số các đàn em của Muyan. Tuy nhiên cấp sức mạnh đó chủ yếu đến từ việc ông ta hạp với máu quỷ, có kiếm thuật vô cùng cao siêu cùng ấn diệt quỷ đã kích hoạt vĩnh viễn, chứ không chỉ là huyết quỷ thuật của ông. Hơi thở kiếm thuật của Kokushibo là hơi thở mặt trăng, điều đó có nghĩa là các đường kiếm của ông ta rất ảo diệu. Kiếm khí của ông ta có thể chém được rất xa chứ không ai có thể thấy được cái mặt trăng, nếu có cũng chỉ là ảo ảnh. Thế nhưng huyết quỷ thuật của Kokushibo đã đưa kỹ năng của ông sang một trang hoàn toàn mới. Ông ta có thể tạo ra vô số thanh katana bằng chính máu thịt của mình. Không chỉ vậy, sau mỗi đòn chém thì kiếm khí toát ra cũng tạo thành vô số lưỡi kiếm sắc bén có hình dạng giống như mặt trăng lưỡi liềm. Những lưỡi kiếm khí mặt trăng này bẩm sinh hỗn loạn, chúng bay loạn xạ không theo một quy luật nào cả. Không chỉ vậy, còn liên tục thay đổi về kích thước, hướng cùng tốc độ, không theo một khuôn mẫu cố định nào. Chỉ có thể thay đổi nếu mà Kokushibo có ý định. Điều này khiến cho các cao thủ kiếm thuật như là phong trù cũng phải chống đỡ vất vả và dính đòn không ít. Còn những kẻ cấp thấp hơn thì cầm chắc cái chết. Trong một cuộc chiến tổng lực thì đòn của Kokushibo vừa mạnh mẽ vừa khó né, vừa đánh cho phạm vi vô cùng rộng. Thậm chí với đòn Nguyệt Long Vĩ, ông ta có thể tăng phạm vi đường kiếm của mình theo cấp số nhân, có thể dọn luôn một mạng lớn chiến trường trong nháy mắt. Hạng 2. Douma, nhục huyết hỏa băng tuyết. Douma là thượng huyền nhị của quỷ đoàn, chính xác là kẻ mạnh thứ 3 trong loài quỷ. Kỹ thuật của hắn thật là đẹp và đặc biệt. Hắn có thể tạo ra băng từ máu thịt của mình, thậm chí trông có vẻ như có thể tạo ra từ bất cứ đâu xung quanh phạm vi mà mình chỉ định. Băng tuyết của anh ta có thể tạo hình theo ý thích, có cứng, có mềm, có to, có nhỏ tùy ý nha. Thậm chí còn có thể tạo ra một bức tường cao hàng chục mét có linh tính nếu cần. Trong chiến đấu nó vô cùng hiệu quả với những chiêu thức mạnh mẽ. Thậm chí không cần dùng những độc chiêu tốn sức, anh ta hoàn toàn có thể rải bụi băng ra không khí để mà đóng băng người hàng loạt. Ngay cả các cao thủ, nếu hít phải bụi băng này cũng bị tổn thương phổi nặng vì nó giết chết các tế bào trong cơ thể, qua đó giảm cực mạnh sức chiến đấu. Điều kinh khủng nhất đó chính là việc anh ta từ huyết quỷ thuật có thể tạo ra nhiều bản sao nhỏ bằng băng của mình, có thể tạo ra nhiều bản sao nhỏ bằng băng của chính bản thân mình. Tất cả chúng cùng có khả năng và trình độ gần như là cùng tầm với Douma. Mỗi con đều có thể sử dụng đầy đủ huyết quỷ thuật của anh ta với năng lượng yếu hơn một tí thôi. Chỉ cần tạo ra chục con thì ảnh có thể gần như là càn quét mọi loại chiến trường. Điểm yếu chí mạng duy nhất của mấy con này là cần Douma khỏe mạnh kết nối. Nếu như anh ta có vấn đề thì bọn chúng sẽ tự động dừng lại. Thế nhưng lại có ai có thể tấn công Douma được tới mức đó cơ chứ? Trừ khi dùng cả sinh mạng của mình để dụ như là trùng trụ. Hạng 1. Tanjiro, thập cẩm huyết quỷ thuật.
Ở đoạn cuối hành trình, Tanjiro đã bị thương nghiêm trọng, rốt cuộc lại bị Muya nuốt vào cơ thể của mình. Trong cơn hấp hối của cả hai, Muya đã quyết định chuyển số ý thức còn lại cuối cùng của mình vào trong cơ thể của Tanjiro. Hồng đánh cược rằng Tanjiro sẽ trở mình chống lại ánh sáng mặt trời, đồng thời theo đó mang theo tiềm thức của Muyan, rồi trở thành một tân chú quỷ vào sau này. Tanjiro đã không làm Muyan thất vọng khi đã có thể trở thành một con quỷ hòa hợp với ấn sát quỷ. Ngoài ra hắn ta còn có thể kháng được ánh sáng mặt trời, dự báo sẽ trở thành một tân quỷ vương khiếp đảm khuynh đảo thiên hạ. Về huyết quỷ thuật thì Tanjiro có thể sở hữu khá nhiều huyết quỷ thuật bá đạo trong tương lai. Tuy nhiên cậu ta vừa hóa quỷ xong lại còn mất sạch ý thức, nên những huyết quỷ thuật mà cậu ta chỉ là bản năng theo tình huống. Chỉ qua những chiêu bản năng đó thì ta đã thấy tiềm năng của Tanjiro là rất lớn rồi. Chiêu đầu tiên cậu dùng là chiêu hống, chỉ hét nhẹ lên đã có thể đẩy Inosuke lui ra sau một khúc. Khi rống to lên thì không gian xung quanh cơ thể chấn động thành một hình tròn vô hình, đất đá nứt vỡ, tất cả những người xung quanh đều bị đẩy ra xa chấn thương mạnh mẽ. Đó mới chỉ là bộc phát, chứ thuần thục có lẽ sẽ đẩy cả một khu vực lớn. Ngoài ra cậu tạo một khiên chắn khí vô cùng kín kẽ, một con ruồi cũng không thể lọt. Chiêu thứ hai là cậu ta tạo nên hàng đống Kagune roi xương trên lưng của mình. Những cái roi này cứng chắc như là Nhật Luân kiếm, có thể điều khiển bằng ý chí dài ngắn tùy ý như hàng của Muyan. Dù vô chi nhưng mà có thể chống đỡ vô tư với một vị trụ cột như là thủy trụ. Chiêu thứ ba là cậu ta có thể tạo ra một quả cầu điện kiểu bom vị thú trước mõm của mình. Nó liên tục hút thiên địa nguyên khí xung quanh nở to đùng lên, báo hiệu một đòn tất sát phá hủy tất cả. May mà Nezuko ngăn lại kịp, quả cầu đó tuy chưa hoàn thành nhưng cũng đã phát ra ngoài, đi tới đâu thì nơi đó bị phá hủy. Chưa kể từ bên trong còn phóng ra những đạo sấm sét tiêu diệt những thứ ngoài tầm. Với tiềm năng của bản thân cùng với việc không phải vướng mắc tìm hoa biển ngàn xanh, trong tương lai Tanjiro có thể toàn tâm toàn ý vào việc hủy diệt. Có thể hoàn thiện mạnh mẽ những chiêu thức trước đó kèm với những chiêu thức khác còn đang ẩn giấu hay chưa được tạo ra, trở thành một con ác quỷ có thể càn quét chiến trường trong chớp mắt. Còn theo ý của bạn, bạn sẽ xếp hàng các chiêu như thế nào để có thể đánh cho chiến trường một cách hiệu quả nhất? Hãy comment ý của bạn dưới phần bình luận nha! Video kết thúc tại đây, bay cảm ơn bạn đã xem hết tập. Và rằng đừng quên nhấn đăng ký kênh bạn nhé. Nếu muốn xem tiếp, các bạn có thể vào trong kênh bay và tìm những nội dung tương tự về anime mà bạn thích. Nếu yêu thích sưu tập trang bị anime thì hãy tìm kênh Bay Store nghe. Còn bây giờ thì bye bye fly.